Good morning everyone, how are you today? Bên nào đây? Mình đi phun tốt nó, tốt hàng lại. Hôm nay tôi nói cần bớt là bò. Tại hàng tôi nói lẽ, còn bó thì chấm nhận các thích sản này lẽ của mình nó. Mình đi phục lãn tư bò và văn nhà. Yesterday was Monday, today is Tuesday, very good. How did you spell Tuesday? Tuesday have letter T, okay? Letter T, letter U, letter E, letter S, letter D, letter A, and the last one, letter Y. Very good. Okay, the day, what day? Yesterday was 26, today is 27. Very good. 27. Okay. Mình đi thích sân ai của phục lán nhé. Mình sao? Phá xá lao, nó. Mình sao phục sân ai hoa chơi mình nhận nè. Phục lán hồng đồ bò thì cho mong hủ lời. Okay, are you ready? Okay, bye lời. Mình sao? Phá xá lao, nó hoa chơi mình nhận. Hát an thay sân ai lẹ hù phá. Nó, tại con chá. Khảo bốt mày, nó. Khảo anh sân ai tâm ai, thì sẽ ra thuần. พาของร้านทวดพยัญชนะตัวเก่าก่อนจึงบอกว่ามีที่จะสอนหอดพยัญชนะตัวยังตัวยังนี่ตัวยังตัว four ออกเสียงกัน four น้องมี four ยังไงไปเบิ้งเลย four ไฟ four ไฟต่อไป Okay, thank you.